quý vị khán thính giả, đây là tiếng nói của ban biên tập trang nhà sách hiếm.net và kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết. Mình nghe nhiều chuyện của dân hố nai, nhưng mà hồi xưa rồi bây giờ đây, hôm nay là năm 2022. Ở trên diễn đàn Thư Tín vừa mới thấy một cái bài mới toanh kể về một hiện tình đáng sợ ở dân hố nai. Thì rất là thích thú để đọc cho quý vị nghe nha. Cái bài này do một giáo dân viết lại, kể lại một câu chuyện có thật. Một hiện tình đáng sợ ở dân hố nai. Đẹp tốt, phô ra xấu xa để lại. Lẽ ra tôi không nên viết ra sự việc dưới đây vì nó không đẹp đẽ chút nào, mà còn có thể gây phản cảm. Nhưng có lẽ vượt lên sự xấu hổ, tôi còn mong ước cho dân Việt Nam mình phải vươn lên. Nhất là cần phải phục hồi được những giá trị cao đẹp vốn có từ xưa, để xã hội lành mạnh và là niềm tự hào cho dân tộc. Vì nếu một dân tộc mà không có gì để mà tự hào, chỉ toàn những điều đáng xấu hổ, thì có lẽ dân tộc đó khó tồn tại, hoặc ngóc đầu không nổi thì sống không bằng chết. Nhưng mà xin mở ngoặc ở đây á, là cái dân hố nai chứ không phải là toàn dân. Sau khi đã ngỏ rõ lòng mình, tôi xin thuật lại một câu chuyện thực 100% mà tôi mới được chứng kiến, và nó gây nên cho tôi nỗi buồn phiền chán nản khôn nguôi trong suốt mấy ngày qua. Tôi có dịp đi từ một tỉnh miền Trung về Sài Gòn, ngang qua hố nai Biên Hòa, một địa danh nổi tiếng trước khi vào Sài Gòn. Hôm đó trên xe của chúng tôi có mẹ con một người bạn và có cả một linh mục cao tuổi ngồi cùng trên chiếc Jolly đi ngang vùng này vào buổi xế trưa. Người lái xe là con trai của chị bạn tôi. Cậu tuy trẻ nhưng lái xe vững chãi và điềm đạm, nhất là trên xe toàn người cao tuổi trên 60-70. Đến Bùng Binh Tam Hiệp thì cậu lái xe chậm lại vì đường khá đông và giữ đúng luật giao thông, tức là đi sát con lương giữa đường, đó là đường làn đường dành cho xe hơi. Bỗng đâu một bác lớn tuổi khoảng trên 60 từ lề đường bên phải phóng xe gắn máy vèo qua trước mũi xe hơi và đi lượn lờ trước đầu xe, khiến em tài xế phải nhanh tay thắng lại, nếu không thì đã đụng phải xe gắn máy của người đàn ông lái sai tuyến kia. Sự may mắn như vậy lẽ ra là mừng, và người lái xe gắn máy lẽ ra phải thấy lỗi của mình. Nhưng thật đáng ngạc nhiên, ông ta vòng xe lên chặn đầu xe hơi lại để gây sự. Em tài xế tuy đi đúng và cũng không gây va quẹt gì, nhưng vì thấy người già nên em tỏ ra kính trọng, dừng xe lại và quay kiếng xuống để nói lời phải quấy và xin lỗi. Thì liền bị người đàn ông này sừng sổ chỉ vào mặt la lên một cách thiếu kềm chế. Mày ỷ mày đi xe hơi nên ép tao hả? Mày muốn chết, tao cho mày chết tại đây. Mọi người trên xe còn chưa kịp phản ứng gì thì từ lề đường bên phải ùa ra cả chục người khác, toàn đàn ông tuổi từ trên 50-60, có người đầu đã bạc trắng. Tôi cứ ngỡ họ ra để can ngăn người đàn ông đi sai luật. Nào ngờ cả đám ào ào tấn công. Họ đập mạnh vào xe, miệng chửi tục, hăm dọa tài xế bằng những lời vừa vô văn hóa, vừa vô luật lệ, như là mày có tin tao cho mày vào tù mọt gông, mày có tin tao cho mày chết tại đây. Đờ mờ, lôi nó xuống, đánh chết mẹ nó đi. Tóm lại, họ như một bầy sói dữ, muốn lấy thịt đè người, lấy số đông uy hiếp người cô thế và sẵn sàng đổ máu, dù họ ở vào cái tuổi hầu như đã có con cháu đầy đàn. Tất cả chúng tôi trên xe đều kinh hoàng sợ hãi và có cảm tưởng như mình lọt vào xào huyệt của những kẻ đầu trâu mặt ngựa hay một bầy sói đói. Nói thế không quá, vì họ vừa đông vừa dữ dằn kinh khủng. Họ giật cửa xe ra, xông vào thoi lấy thoi để trên mặt, trên đầu em tài xế và chửi bới: mày là thằng nào? Bộ mày tưởng mày đi xe hơi mày ngon hả? Ông đánh chết mẹ mày bây giờ. Em tài xế bị lũ người đông đảo thình lình trấn áp không kịp trở tay, còn bà mẹ ở vào tuổi gần 70, thấy vậy tự băng dưới chồm lên đưa đầu và người ra che chắn cho con, miệng dịu dàng nói gần như năn nỉ: cháu là con của tôi, cho tôi xin các bác, đi xe trên đường thì mình nên nhường nhịn nhau một chút. Mặc cho bà mẹ nói, bọn người kia đưa những nắm đấm vào nhắm đầu tài xế mà giáng, nhờ bà mẹ đưa người ra hứng, nếu không có lẽ con bà đã bị bọn người côn đồ tống những quả đấm hung bạo vào đầu và chưa biết hậu quả gì sẽ xảy ra. Còn riêng bà
thì bị những quả đấm văng cả mắt kiến khỏi xe và trúng vào vai, vào tay khá đau. Một tên khá trẻ vì không lôi được tài xế ra đánh cho thỏa tức nên tức tối vung tay đấm vào kiến chiếu hậu, tấm kiến bể nát đâm vào tay hắn, máu văng vào đầy trong xe. Bị trúng thương, hắn cằn hăng máu vòng qua bên kia đập cửa kiến để vào, may mà chưa bể. Vị linh mục là anh của chủ xe thấy vậy cũng phải lên tiếng van xin để đám người hổ đói kia bớt giận mà tha mạng cho cả đám và cho xe đi. Đám hỗn loạn làm cản trở cả lưu thông, nhưng không một xe nào hay một người nào can thiệp để phân bày phải quấy, chỉ có kẻ nhào vô tham chiến càng lúc càng đông. Tình thế thật nguy nan cho những người trong xe, nếu Chúa không thương mà ban cho những kẻ hung bạo kia ngừng tay, vì tên bị thương chảy máu nhiều cần đưa đi, còn các tên kia thì đánh đấm mỏi tay, la hét mỏi họng, lại thấy bà mẹ cứ đưa thân chịu trận nên họ từ từ bỏ đi. Cả xe hoàn hồn, nhưng ai nấy đều hoang mang chán nản. Không chán nản sao được, khi tận mắt chứng kiến cảnh hung tàn của những con người mà tuổi đã quá lục tuần hay là gần thất thập mà còn hung hãn và bạo ngược như một lũ côn đồ ở độ tuổi cơ bắp cần hoạt động mạnh. Với tuổi tác và lối hành xử như vậy, không biết họ còn tư cách gì để mà dạy dỗ con cháu của họ. Và đó chính là người Việt mình, đồng bào mình. Trên đường về, mọi người trên xe đều buồn bực và uất ức. Bà mẹ của tài xế vừa thương con, vừa lo sợ, vừa phẫn uất vì mình không có lỗi. Mình không sai mà phải chịu đòn, chịu chửi và phải xuống nước, van lại bọn hung đồ. Đúng với câu, tránh voi chẳng hổ mặt nào. Riêng tôi thấy tê tái trong lòng. Trời ơi, người Việt mình như vậy sao? Tinh thần đoàn kết bảo vệ nhau của những người đồng hương, đồng xứ, hay là tinh thần bầy đàn của loài thú dữ? Tôi miên man suy nghĩ về sự nguy hiểm cho người tài xế hay chung cho khách lưu hành trên đường. Luật lệ đâu? Nhân tính, lòng nhân ái, đạo đức đâu? Cứ như thế này thì xã hội sẽ ra sao? Sẽ có người nghĩ tại sao chúng tôi không kêu công an, không gọi cảnh sát 113. Nhưng thưa rằng giữa cơn hỗn loạn và kinh hoàng ấy, mọi người chúng tôi không còn hồn vía và bình tĩnh để mà móc điện thoại ra gọi, vì còn chưa biết ứng phó thế nào ngoài việc ngồi chết trân mà chịu trận trước bầy người thú đang bao vây và tấn công. Liệu mình có còn được an toàn hay là bọn họ điên lên tấn công mọi người nếu có phản ứng chống lại họ? Tôi đã từng nghe nhiều lời đồn đại về dân hố nai dữ. Xin lỗi mọi người khi phải miễn cưỡng dùng những từ vơ đũa cả nắm. Tôi từng về hố nai nhiều lần và biết nhiều người rất văn minh lịch sự ở đây. Nay thì tôi được chứng kiến một cách cụ thể và cả sợ hãi nữa. Có người bạn tôi kể là bạn thân của anh một lần lái xe qua hố nai, một con chó chạy từ trong nhà xông ra đường nên anh không kịp thắng và cán phải. Thế là cả hàng mấy chục người từ trong nhà, trong ngõ ùa ra chặn xe anh, đập nát và đánh anh tơi bời tưởng chết. Nếu không có cảnh sát đi ngang can thiệp, có lẽ anh đã bị đền mạng thay cho con chó. Tôi nghe xong đã bị yên trí, nay rơi vào hoàn cảnh này nên càng hoảng loạn. Riêng chị bạn tôi về đêm ấy đau nhức ê ẩm toàn người vì đỡ đòn cho con. Còn con chị thì bị choáng váng vì trúng mấy quả đấm vào đầu. Người anh linh mục thì đêm đó áp huyết lên cao vọt. Còn tôi thì chán đời, chán người và tự dưng thấy lòng mình se lạnh, chẳng còn thấy yêu người nữa. Không biết bao giờ tôi và mọi người trên chuyến xe kinh hoàng mới quên được cảnh ấy. Cháu tài xế thì tuyên bố nếu sau này con có lỡ va quẹt ai ở khu hố nai chắc con không dám dừng vì sợ. Chắc con phải chạy thoát thân đến chỗ cảnh sát gần nhất để thú tội. Chị bạn tôi, mẹ của tài xế, là một giáo viên rất ưu tư và nặng lòng với đất nước, với dân tộc. Trước sự việc này, chắc lòng chị còn nặng nề hơn nữa vì những đồng bào này của mình. Ôi văn hóa, ôi dân tộc, ôi đồng bào, ôi tổ tiên, ôi con rồng cháu lạc của tôi. Đến thế này sao? Đêm nằm tôi miên man suy nghĩ xem ai có trách nhiệm trong việc như thế này. Làm sao mà khắc phục? Lẽ ra tôi không nên viết bài này, nhưng vì đồng bào, tôi buộc phải vạch áo cho người xem lưng, hầu mong có sự thay đổi cho đúng tinh thần đạo đức của kẻ làm người và là danh dự của cả một dân tộc. Tôi biết rằng người Việt Nam chúng ta có rất nhiều trí thức, nhiều nhà khoa học tài ba, nhiều người đạo đức, thậm chí nhiều doanh nhân góp mặt trên toàn thế giới. Đó là niềm vinh hạnh và tự hào cho dân tộc. Nhưng cũng chính vì vậy, chúng ta phải cùng nhau ý thức để loại bỏ những điều xấu xa mà báo chí và dư luận kể cả trong và ngoài nước đã đề cập tới, ra khỏi dân tộc mình. Mong mọi người hiểu cho và xin nhờ trang mạng Công giáo đưa tin này lên,
như một lời cảnh tỉnh cho mọi người. Xin cảm ơn. Ký tên một giáo dân. Thì đến đây là hết cái chuyện gần đây. Bây giờ trở lại 12 năm về trước đấy. Trên cái website của chúng tôi có đăng một hai câu chuyện về vụ hố nai. Thì cũng xin đọc cho quý vị nghe. Người gửi là Kim Phương hay Kim Phượng gì đó. Gửi ra ngày thứ năm 11 tây tháng 2 năm 2010. Tựa đề là chuyện kinh hoàng xảy ra năm 1972 tại hố nai. Mật vụ từ Trần Cần Lao nhân vị. Thời nhà Ngô, bọn công giáo được nhiều hồng ân từ triều đại này, vì vậy chúng được tuyển chọn vào đám mật vụ và phải vào đảng Cần Lao. Vì vậy cả vùng hố nai từ Long Bình, ngã ba Tam Hiệp đến Gia Kiệm, Long Khánh dài khoảng 120 km là nơi thánh địa của chúng. Những tài xế xe đò, xe hàng khi chạy qua những quãng này hú vía hơn việc cộng đắp mô và gài mìn nữa. Vì nếu lỡ gây ra tai nạn, dù cho rằng chúng băng qua đường hoặc lái xe ẩu thì coi như tài xế và xe bị con chiên cuồng tín và được các áo đen yểm trợ, chúng đốt xe hoặc đánh chết như chơi. Vua một cõi mà, lãnh chúa áo đen và sau lưng là những con chiên trốn lính quân dịch nhờ vào vòng tay bao che của những tên áo đen, áo đỏ, giáo xứ. Vì vậy, trong năm 1972, có việc công tác qua khu hố nai, chúng tôi đã phải dừng xe jeep và sử dụng vũ khí cá nhân bắn chỉ thiên và đã cứu hai người tài xế và lơ xe suýt mất mạng khi đụng phải chúng trên quốc lộ số 1 giáo xứ Thái Bình, cách ngã ba Kẻ Sặc 3 km. Sau đó vì sợ anh em chúng tôi bắn nên chúng bỏ chạy, nhưng sau đó hai tên áo đen ra đòi ăn thua đủ với anh em chúng tôi gồm 4 sĩ quan trên xe jeep. Chúng tôi phải gọi cảnh sát quận Đức Tu, Biên Hòa và quân cảnh đến can thiệp. Chừng ấy chúng tôi mới an toàn về tổng tham mưu họp. Nhớ đến còn kinh sợ đám con chiên và những tên áo đen cuồng tín công giáo hố nai năm nào. Kinh thật. Đây là cái hình ảnh minh họa, lấy nhiều cái hình ảnh của cái nhà thờ cái giáo xứ hố nai. Đây là hạt hố nai giáo xứ Bắc Hải, hạt hố nai giáo xứ Phú Tảo, hạt hố nai giáo xứ Nam Hải, hạt hố nai giáo xứ Đại Lộ, vân vân. Cái đây là chỉ là những cái biểu tượng thôi. Cái bức thư thứ hai của Loan Lê. Loan Lê gửi cũng cùng ngày. Những lúc cần phải xuyên qua những khu vực này, thú thật anh em chúng tôi cũng kinh sợ hơn là vượt qua một khu rừng lá mà nhìn vào đắp mô của Việt Cộng thường khuấy nhiễu đồng bào trên quốc lộ số 1. Vì vậy, đơn vị thủy quân lục chiến chúng tôi đóng tại Sóng Thần thường gọi khu hố nai từ ngã ba Kẻ Sặc đến Trảng Bom dài 75 km là khu nguy hiểm và xem giống như mật khu hố bò vậy. Bọn công giáo tại những cái xứ này chúng gần như là kiêu binh và thánh tử đạo mà cầm đầu là những tên áo đen, trong tay vài trăm đàn em trốn quân dịch và gia đình những tên này phải cung phụng tiền của cho những áo đen lãnh chúa nêu trên. Bọn áo đen này enjoy sex, tức là mua dâm thường xuyên tại chợ lớn. Mà có một lần tờ báo trắng đen đăng hot news như sau: cảnh sát đô thành Sài Gòn chợ lớn đã bắt được một ổ mãi dâm tại chợ lớn, bắt quả tang hai áo đen linh mục đang mua hoa với hai em trẻ còn trinh tại khách sạn Thiên Hồng, đường Trần Hưng Đạo chợ lớn. Nhà Ngô tiêu tùng theo chầu chúa, nhà Nguyễn lên, bọn này vẫn còn thao túng. Và khi ra hải ngoại, chúng dùng tiền mở đài, mở tivi. Chúng tung vinh nhà Ngô và Đức Mẹ Maria của chúng hàng ngày. Vừa bắt đầu tháng 12 hàng năm là chúng phát ra những bản thánh ca cho đến hết tháng Giêng chúng mới ngưng. Xin theo dõi đài Lero Sài Gòn của tên Vũ Quang Ninh và Việt Dũng thì sẽ thấy. Trong khi Tết cổ truyền chúng chỉ ẩn ở phát vài bài bản nhạc xuân cho có lệ. Đúng là lưu manh công giáo là vậy. Lột mặt nạ bọn công giáo cuồng tín này qua nét là vậy đó. Kính thưa quý vị, nếu thấy chương trình kênh Mảng Lịch Sử Chưa Viết của chúng tôi hữu ích, xin quý vị ghi tên, subscribe và chia sẻ đường link cho các bạn bè để nhiều người được biết. Cảm ơn quý vị nhé.